con trai trên đời này cũng sẽ thích con gái thơm. Khi mình yêu nhau á, mình phải yêu cả những cái khoảng không tự do của nhau nữa. Đây cũng là cách mà TV cua ông Lép. Không thể tin được là mọi người có thể lột được cái ảnh này. Xin chào tất cả mọi người, tụi mình là TV và Lép. Tụi mình đã có một thâm niên yêu nhau 10 năm và tụi mình vừa mới có một đám cưới cũng hơi hoành tráng. Tụi mình là content creator trên Facebook, YouTube và TikTok về mảng tình yêu, về mảng 18 cộng và bây giờ đang là mảng healing và beauty. 18 cộng là giáo dục giới tính đó mọi người. Nói chung là gì tụi mình cũng làm hết. TG còn nhớ là sau một buổi đi chơi về, anh Lép có nhắn tin với TG là anh có cảm tình với em, hình như anh có cảm tình với em. Nói chung là chảnh đó mọi người. Hai đứa thì không có một câu tỏ tình chính thức, nhưng mà được một cái là Lép sẽ là người kiểu muốn tấn công trước ấy. Cho nên là sẽ nhả rất là nhiều cái hint. Và từ đó TG đớp lại cái hint và hiểu rồi. Xong mình cứ nhả đớp vậy hoài. Thế là yêu nhau. Nhưng mà được cái là lời cầu hôn là có nha. Tỏ tình là mình chưa có nhưng mà cầu hôn là có đó. Đến Lép sẽ nói là trời ơi chồng mệt quá, chồng không, đói quá. Mà không nghe tiếng ơi một cái là cảm giác thế giới này sụp đổ, buồn bã. Đó, bởi vậy nên mới kêu nhõng nhẽo nhất rồi còn không chịu. Có một điều mà TG cảm thấy rất là tuyệt vời anh Lép, đó là anh Lép luôn giữ lời hứa với TG. Nice. Dù là chuyện nhỏ hay là chuyện lớn, kiểu như anh Lép mà đã hứa một cái gì đó thì anh Lép sẽ làm cho bằng được. Nói chung là không biết sao nhưng mà mình nghĩ là chắc 80% con trai trên đời này cũng sẽ thích con gái thơm. TG đã sử dụng một cái sản phẩm gì rồi, xong mình nghe cái mùi đó mình quen rồi. Nhiều khi á, người ta đi xa thiệt xa xong mình bước vô siêu thị, mình nghe cái mùi đó tự nhiên mình nhớ đầy ký ức lại luôn. Cho nên là TG rất là khôn khéo trong việc sử dụng những cái mùi đặc trưng. Khác biệt lớn. Khác biệt lớn nhất của Lép thì chắc là trách nhiệm. Cho nên là cái cảm giác mà mình sẽ có trách nhiệm nhiều hơn. Và đặc biệt là mình suy nghĩ về cái hành trình tiếp theo, mình sẽ có một cái cột mốc rất rất quan trọng nữa. Đó là có con. Thì cái đó nó còn trách nhiệm giữ thần nữa à. Tại vì khi có con rồi thì mình sẽ phải hy sinh rất là nhiều sự tự do, hy sinh rất là nhiều những cái ràng buộc của bản thân. Thì mình nghĩ đó là cái mà tinh thần mình cần nhất trong cái sau hôn nhân so với lại trước khi cưới. Ê, nghe cái này tự nhiên em thấy yêu đúng người á chà. Còn về phía TG á thì trước và sau cưới nó cũng giống nhau à. Tại vì cái hồi mà yêu á, TG đã yêu thương, lo lắng và chăm sóc cho người yêu của mình giống như là một người chồng luôn rồi. Chứ không phải mình phải đợi tới khi nào mà có giấy đăng ký kết hôn, có hợp pháp về mặt pháp luật thì mình mới hết lòng với người ta. Mà TG đã hết lòng với người ta từ lúc còn là người yêu luôn rồi. Nên ký giấy kết hôn xong về chung một nhà thì mọi thứ nó vẫn như thế thôi. Chẳng sợ. Hai bạn biết về cụm take you for granted chứ? Đã từng có thời điểm nào trong hành trình quen nhau hai bạn cảm thấy mệt mỏi vì đối phương xem bạn như một thứ nghiễm nhiên, sự chăm sóc của bạn là điều hiển nhiên phải có hay chưa? Có không? Anh có coi sự chăm sóc của em là một sự hiển nhiên không? Trong hành trình của tụi mình thì tụi mình chắc là ít có ấy. Tại vì mình với TG luôn nói với nhau á, một trong những cái nguyên tắc hàng đầu của một cặp đôi yêu bền lâu á là một người làm và một người trân trọng cái việc làm đó. Và câu này là câu hỏi rất là hay nha. Tại vì nó là một cái mấu chốt để cho Lép và TG đã quen bền được đến bây giờ luôn ấy. TG có nhớ một cái khoảnh khắc là hôm đó anh Lép đi làm về mệt nhưng mà trên giường có một đống quần áo luôn. Xong rồi anh Lép kiểu nằm trên giường giữa một đống quần áo thì TG chạy vô, TG kêu là em xin lỗi anh nha, em chưa có kịp dọn cái đống quần áo này. Cái anh Lép nói là cảm ơn em nha. Tại vì người bình thường á, khi mà người ta nhìn thấy cái này, người ta sẽ nói là sao anh không có phụ dọn đi mà còn thấy đồ bừa bộn như vậy mà anh còn nằm lên nữa. Còn TG thì khác, TG sẽ lo là anh Lép không cảm thấy thoải mái với cái đống quần áo đó. Và cũng ngay cái khoảnh khắc đó, xong bắt đầu mình mới liên lại những cái ngày. Lúc đó là Lép sẽ liên lại những cái ngày là ủa, tại sao bình thường mình cứ thay đồ ra là mình sẽ quăng lung tung mà cứ về nhà mình lại có một cái giường trống trơn. Và bình thường á, mình sẽ nhìn vào đó mình nghĩ là cái đó là điều nghiễm nhiên mà. Nhưng mà không, ngay cái khoảnh khắc mà TG làm điều đó xong, mình mới thấy là hóa ra là cô ấy là cô Tấm trong truyền thuyết. Và lúc đó mình yêu TG rất là nhiều. Có một khoảnh khắc em rất là cảm động với anh, đó là hôm đó hai đứa mình anh cũng có nhiều chót mà em cũng có nhiều chót. Thì theo lẽ thường thì mạnh ai nấy nghỉ ngơi đi nha. Nhưng mà không, hôm đó khi mà em về á,
em thấy anh đã chuẩn bị mọi thứ cho em rồi. Em thấy anh mở nhạc cho em nghe, đốt nến cho cái phòng nó đỡ ngột ngạt, đỡ khó chịu. Rồi lúc mà em chuẩn bị đi tắm á, anh còn lấy khăn cho em. Rồi lúc mà em bước vô phòng tắm là em thấy anh để sẵn một chai sữa tắm mới mua trong đó nữa. Tại sữa tắm hết á mà không chịu phiêu vô. Hay anh đi siêu thị cái người ta tặng khuyến mãi anh đi không về. Hề luôn á, người ta hơi bị chăm sóc kỹ lưỡng vậy luôn. Vậy là chủ động đúng, đúng không? Đúng rồi. Thấy chưa, tình yêu sau hôn nhân có nhiều sự nghi ngờ. Ôi cái hình này lâu lắm rồi á. Hình này còn lâu hơn nè. Dating với nhau thì đâu là điều bạn ấn tượng đầu tiên với vợ mình? Đó có phải là điều thôi thúc bạn duy trì các cuộc hẹn hò dù đã ở bên nhau hay không? Ấn tượng đầu tiên thì luôn luôn là nụ cười. Tại một nụ cười rất là ngây thơ, trong sáng, cute, cũng hơi đỏ đó. Và nhất là mùi hương. Nếu là một kiểu người rất là thích mùi của đối phương á, cho nên là hay bị kiểu love at first sight. Thì trước đây ấy, mọi người cũng để là tại sao hai đứa nhìn nhau hoài nhưng mà chưa crush. Nhưng mà đến cái ngày gặp nhau đầu tiên thì xong bắt đầu ngửi được mùi đó. Cái hồi đó của mình á, mặc dù tưởng là điểm yếu nhưng mà thực ra là điểm mạnh. Tại vì nếu mà xịt nước hoa thì bình thường rồi ai cũng có thể ngửi được. Nhưng mà ở đây mình dùng một cái sữa tắm hương nước hoa thì chỉ có những cái người mà đứng ở mình với khoảng cách gần, và gần hơn nữa là ôm được mình vào lòng như là crush, như là người yêu nè, thì mới có thể ngửi được mùi đó thôi. Có một tấm hình mà ngày xưa dễ thương nha. Tấm hình này rất là lâu luôn rồi mọi người, và cái tấm mà được vẽ ra cũng là TG vẽ. Câu hỏi của anh: có một quan điểm cho rằng dành thời gian cho nhau còn có nghĩa là cho nhau khoảng không gian, thời gian riêng để thở. Bạn có nghĩ quan điểm đó như thế nào? Cũng đúng. Rất đúng. Rất đúng. Tại vì á, có một điều mà mọi người lại hay quên, đó là khi mình yêu nhau á, mình phải yêu cả những cái khoảng không tự do của nhau nữa. Thì TG với Lab có một cái điều rất là hay là không những tôn trọng mà tụi mình còn xây dựng góc tự do cho nhau nữa. Thậm chí là khi mà lúc mà xây nhà thì TG còn dành riêng cho Lab một cái phòng làm việc riêng cơ. Nghĩa là ở cái phòng đó TG thiết kế giống như một thế giới riêng của Lab, để đồ để truyện tranh nè, để đồ chơi nè, để bàn phím nè, để rất là nhiều thứ khác nhau. Thì kinh nghiệm của tụi mình là để yêu nhau lâu dài, bạn phải luôn luôn có một góc riêng tư, có một khoảng thời gian riêng tư để làm gì? Để bạn quay về bản thân bạn, để bạn luôn luôn có cảm giác là mình có người ta nhưng mình vẫn còn một chút xíu gì đó thiếu thốn, để rồi bạn lúc nào cũng nhung nhớ người ta. Có hình nữa nè. Ui, hình mới. Ồ, hình này là mẹ chồng hôn nàng dâu và mẹ vợ hôn con rể. Đó, rất dễ thương. Giữa một tình yêu tính bằng năm, bằng tháng với một tình yêu tính bằng nhiều khoảnh khắc đáng nhớ dành cho nhau, em sẽ chọn gì? TG chọn nhiều khoảnh khắc đáng nhớ dành cho nhau, tại vì đây cũng là cách mà TG cua ông Lép. Hồi xưa khi mà ở bên nhau chưa được quá lâu, khoảng như nửa năm thôi, nhưng mà TG cố gắng để hai đứa có nhiều cái sự kỷ niệm nhất có thể. Coi có gì đây? Hình ăn mì không thể tin được là hình ăn mì, không thể tin được là mọi người có thể lột được cái ảnh này. này là hình TG lấy cái váy chống nắng tròn vô cổ cho anh Lép, giống như là tập về em bé vậy đó, để anh Lép ăn không có bị đổ. Công ty khởi nghiệp đầu tiên hai đứa ăn, nhưng mà TG sợ đổ lên áo cho nên là làm như vậy. Một ngày bên nhau không công việc, không mạng xã hội thì bạn sẽ làm gì, đi đâu, bạn sẽ chuẩn bị gì ngày cho hôm đó? Tôi nghĩ là bất kỳ bạn nào cũng nên thử nghiệm một lần trong đời, đó là đi leo núi. Rồi đó thì mình đi Tú Làng, xong mình có thể đi nhiều hang khác, đi hang Én, đi một cái mục tiêu rất là lớn mà TG trước khi cưới đó là đi Sơn Đòn. Cho nên nếu được dành ra tầm khoảng 5 ngày mà không có làm gì thì chắc chắn là hai đứa sẽ đi Sơn Đòn. Ngoài những quan tâm chăm sóc thì việc siêng nói lời yêu có phải là một gia vị tuyệt vời để hâm nóng tình yêu? Đúng chính xác mọi người ơi. Nói yêu nhau mỗi ngày đi. Lép nói rồi, mọi người cứ để quên cái chuyện đó. Nhưng mà lâu lâu Lép sẽ hỏi em còn yêu anh không? Lâu lâu là kêu anh yêu em. Cứ nói không phải vì một lý do gì cả, không phải vì một dịp gì cả, cũng không phải vì mình làm lỡ hay một cái gì đó. Chỉ đơn giản là
nghĩa là yêu vô rồi á, nếu như bạn cứ ngại hay là bạn quên nói những điều đó thì nó sẽ dần dà bạn lại quên mất cái thói quen nói điều đó luôn. Và cái chuyện nói liên tục lặp đi lặp lại như vậy nó không chỉ đơn giản là nó khiến cho đối phương vui mà nó còn là ám thị về mặt tình yêu nữa, để nhắc nhở rằng ừ, chúng ta đang yêu nhau và cái cảm xúc mình anh dành cho em vẫn là tình yêu ấy. Cho nên điều đó rất là quan trọng. Ai là người hay quên những ngày lễ kỷ niệm hơn? Dạ hai đứa. Bây giờ hỏi nè, cầu hôn ngày mấy? Rồi thôi khỏi đi. 16 tháng 12 năm 2021. Rồi ok. Ngày cái giấy kết hôn 21 tháng 12 năm 2021. Nhận được món quà theo kiểu lâu lâu mới nhận được món quà thật bự và ý nghĩa, hay sẽ là thường xuyên nhận những món quà nhỏ nhỏ nhưng mà thú vị? Chắc chắn là tại vì chọn cả hai rồi mọi người. Ok, người trưởng thành. Nhưng mà thường những món quà bự bự á thì chỉ có những cái dịp lớn thì mình mới nhận được thôi. Chứ còn những món quà nhỏ nhỏ thì tuần nào, tháng nào cũng sẽ nhận được. Anh Lép thì hay đi siêu thị hay là đi những cái cửa hàng mà thấy cái nào hợp với TG thì anh Lép sẽ mang về mà không suy nghĩ gì nhiều. Ví dụ như bông tai nè, hay là váy, hay là túi xách, hay là sữa tắm. Cái hình đó là dễ thương. Bên đây. Mình chụp vào năm mới. Đó, đó gì là... năm mới? Phải năm mới không? Đúng rồi. Cái đầu này chắc chắn là mới luôn. Chương trình sợ TG không nhớ, với anh Lép ít tặng quà cho TG nên là phải in sẵn một cái tấm hình là anh Lép tặng bộ sữa tắm Enchanter cho TG. Ủa ý nghĩa mà. Thì em có nói gì đâu. Em rất là thấy anh rất là tinh tế thấy luôn. Nụ cười có vẻ hơi mỉa mai. Nhưng mà mình tặng cái đó là sự chăm sóc. Mình không phải là tặng món quà quá bự nhưng mà đó là sự yêu thương. Không những là tặng sữa tắm đâu mọi người, anh Lép còn mua nguyên bộ có dưỡng thể và lại nước hoa nữa. Đó, chăm sóc tốt á. Câu hỏi cuối cùng. Tăng. Các bạn có các tín vật kỷ niệm tình yêu nào? Trời, mới trao nhau. Nhẫn cưới. Kiểu mà TG hay bày tỏ với mình nhất chắc là cử chỉ. TG rất là thích ôm nè, thích hôn nè, thích nắm tay nè. Thì đó là cái mà Lép rất là thích từ TG luôn, và nhất là khi mà mình bị stress. Còn anh Lép là lời nói nha, kiểu như hai đứa cùng ở chung nhà, một đứa ở phòng khách, một đứa ở phòng làm việc, nhưng mà anh Lép vẫn nhắn tin. Vợ ơi, anh yêu em quá. Đó, thích vậy đó. Thì chắc chắn là không có một yếu tố nào có thể đứng riêng lẻ để dẫn tới một cái tình yêu bền vững. Yeah. Mà mình còn phải mix cả năm yếu tố đó với nhau. Giống là giác quan đúng không? Nhiều phải có đó. Rồi. Còn anh Lép thì sao, anh thấy cái nào sẽ giúp anh kết nối với em nhiều nhất? Tiếp xúc, mùi hương. Nãy giờ nói mà. Nói chung là đi đến đâu nghe đúng cái mùi Enchanter đó là coi như nhớ lại hết toàn bộ từ đầu đến cuối. Nhưng mà ví dụ như có một cô gái khác cũng có cái mùi hương đó thì anh tôi có nhớ yêu, bà. Anh có yêu người ta không? Thì tôi nhớ bà, hiểu không? Là coi như là có nguyên một cái hàng rào phòng thủ rồi đòi gì nữa. Không chịu. Thì vậy? Thì tại anh thích mùi hương mà đúng không? Nên là anh ngửi thấy một mùi hương đó. Anh thích mùi hương đó gắn với kỷ niệm cùng em. Ok, được. Xin 200. Chấp nhận câu trả lời nha. Kiên nhẫn. Trân trọng. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn ở bên em từ lúc mà em chưa có gì cho tới bây giờ. Đâu có gì đâu. Và anh đã xây dựng hình ảnh của em và xây dựng cả cái trí tuệ của em. Rồi, tới nghe, bây giờ. Nghe ngầu vậy. Ngầu thiệt. Tại vì anh là người đã thay đổi thế giới quan của em. Nếu mà không gặp anh thì em sẽ không có được ngày hôm nay. Còn anh thích vì em trân trọng tất cả những cái thứ nhỏ nhỏ anh hay làm. Đâu phải ai cũng trân trọng người yêu khi mà người ta tặng sữa tắm đâu. Hồi làm sao? Hiểu không? thì nó là trân trọng đó, hiểu không? Đâu có phải ai cũng biết được là thực ra ông người yêu cũng mang sữa tắm đó đến là mình yêu đâu. Cảm ơn mọi người. Hôm nay là một buổi quay hình rất là dễ thương và tụi mình cũng có rất nhiều cảm xúc khi mà được ngồi nói chuyện với nhau. Đây cũng là một trong những buổi mà tụi mình hẹn hò, kiểu như có thể ngồi nói ra những cái cảm nhận của tụi mình về nhau. Mà rất hiếm khoảng thời gian mà có thể như thế này. Ok, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người. Nhớ ủng hộ TG Lab nha.